Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thêm nhóm người Việt móc túi tại Thái Lan bị bắt. Ngày 16 tháng 3, VOA tiếng Việt loan tin, cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm một nhóm móc túi là người Việt. VOA dẫn tin từ thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khao Sot có trụ sở ở Bangkok đưa tin hôm 15 tháng 3 rằng cảnh sát ở thủ đô Bangkok của Thái Lan mới bắt giữ một băng nhóm gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ người Việt hành nghề móc túi du khách tại các địa điểm du lịch của Thái Lan. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo tường thuật của thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khao Sot, cảnh sát bắt đầu điều tra về nhóm này cách đây vài tuần khi một nữ du khách người Mã Lai trình báo bà bị móc túi mất 6.000 bạc, tương đương 167 đô la Mỹ và 4 thẻ tín dụng tại chùa Wat Pho ở Bangkok. VOA cho biết thêm, bằng nghiệp vụ, cảnh sát Thái Lan đã xác định được bề ngoài của các nghi phạm. Tuy nhiên, nhóm này đã trốn khỏi Thái Lan hôm 26 tháng 2. Cảnh sát đã triển khai các đơn vị mặc thường phục và thông báo cho các cơ quan hữu trách khác để họ theo dõi và phát hiện khi nhóm này quay trở lại Thái Lan. Vào ngày 11 tháng 3, VOA cho hay cảnh sát nhận được tin báo ba nghi phạm này đã quay lại và nghỉ trong một khách sạn ở quận Dinh Đan, Bangkok. Các điều tra viên lần theo dấu vết và bắt giữ những người này tại một nhà hàng thịt nướng vào tối ngày 14 tháng 3. Nhà chức trách thu giữ từ nhóm này một máy quẹt thẻ tín dụng, một máy in hóa đơn và 109 cuộn giấy. Một nhóm người Việt bị bắt vào năm 2012 vì móc túi ở Thái Lan. Thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khao Sot cho biết, khi bị hỏi cung, các nghi phạm được xác định danh tính là Võ Thị Ánh Tuyết, 59 tuổi, Nông Thị Chi, 47 tuổi và Nguyễn Hữu Văn, hoặc Vạn, 53 tuổi, cả ba đều đã nhận tội. Theo VOA, nhóm này khai rằng Wat Pho, chùa Phật Nằm, và Wat Phra Kiêu, chùa Phật Ngọc, được chọn làm nơi hành nghề vì có nhiều du khách ngoại hơn các địa điểm khác. Mục tiêu của nhóm này là trộm cắp thẻ tín dụng của các nạn nhân. Khi lấy được thẻ, các nghi phạm nhanh chóng mua sắm và chuyển tiền vào các tài khoản của họ, cố gắng khai thác hết hạn mức của các thẻ bị đánh cắp. Vẫn theo VOA, cảnh sát Thái đã điều tra thêm để làm rõ nhóm này gây ra thiệt hại đến mức độ nào và những món đồ bị trộm cắp có giá trị bao nhiêu. Hiện các nghi phạm đã bị khởi tố tội trộm cắp. VOA cũng cho biết trong nhiều năm nay, báo chí châu Á, bao gồm cả các kênh truyền thông của chính Việt Nam, nhiều lần đưa tin về các băng nhóm cá nhân người Việt hành nghề móc túi trộm cắp mại dâm ở các nước Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia, vân vân. Tang vật mà cảnh sát Malaysia thu được trong vụ hai người Việt và một người Bangladesh bị bắn chết tại Malaysia. Hôm 18 tháng 1, cũng chính cảnh sát Bangkok đã bắt giữ hai người Việt về tội giật túi xách của một du khách người Nhật ở Hoàng cung Thái Lan. Gần đây nhất như VOA đã đưa tin, hôm 11 tháng 3, hai người Việt và một người Bangladesh bị cảnh sát Malaysia bắn chết khi nhóm này bị truy đuổi do bị tình nghi đã gây ra một số vụ đột nhập vào các tiệm vàng. Vụ việc xảy ra trên một đường cao tốc nằm cách thủ đô Kuala Lumpur hơn 250 km về phía đông. Theo VOA, báo chí Malaysia dẫn lời cảnh sát trưởng của bang Pahang thuật lại rằng khi các viên cảnh sát bước ra khỏi xe để kiểm tra, nghi phạm đã bắn vài phát vào cảnh sát. Để tự vệ, cảnh sát bắn trả, tiêu diệt ba người đàn ông trong xe. Viên cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát đã lục soát xe và tìm thấy một khẩu súng lục Glock 17 với 7 viên đạn, 3 vỏ đạn, một số máy khoan, máy cắt, mã tấu, búa. Ba người này bị tình nghi là thành viên của băng đảng có tên là Central, bị cho là đã đột nhập vào một số tiệm vàng và gây ra thiệt hại hơn 4 triệu ringgit, tức là hơn 850.000 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin thêm nhóm người Việt móc túi tại Thái Lan bị bắt. SpaceX tham gia sâu hơn vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ khi xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho Mỹ. Ngày 17 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay SpaceX của Elon Musk đang xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho tình báo Mỹ. Theo đó, 5 nguồn tin quen thuộc với chương trình của SpaceX cho biết SpaceX đang xây dựng mạng lưới hàng trăm vệ tinh do thám theo một hợp đồng mật với cơ quan tình báo Mỹ. Điều này thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk và cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ. VOA cho biết, theo các nguồn tin, mạng lưới tình báo này đang được đơn vị kinh doanh Starship của SpaceX xây dựng.
theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ được ký vào năm 2021 với Cục Trinh sát Quốc gia, một cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh gián điệp, hình ảnh bài trên VOA. Các kế hoạch này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc đầu tư sâu hơn vào các hệ thống vệ tinh bay ở tầm thấp của trái đất để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất. Theo VOA, các nguồn tin cho biết nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. VOA dẫn một tuyên bố của Cục Trinh sát Quốc gia thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh tinh vi là quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ, công ty, tổ chức nghiên cứu và các quốc gia khác, nhưng từ chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX vào nỗ lực này. Người phát ngôn cho biết Cục Trinh sát Quốc gia đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy. Hình ảnh tàu vũ trụ Starship của SpaceX được phóng lên từ Starbase ở Boca Chica, Texas, ngày 14 tháng 3 năm 2024. Vẫn theo VOA, các nguồn tin cho biết các vệ tinh có thể theo dõi mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với các cơ quan quân sự và tình báo Hoa Kỳ. Về nguyên tắc, điều đó sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng ghi lại hình ảnh liên tục về các hoạt động trên mặt đất ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự. VOA cũng cho biết Lầu Năm Góc vốn là một khách hàng lớn của SpaceX, sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng các thiết bị quân sự lên vũ trụ. Một trong những nguồn tin cho biết, vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của Starship được phóng vào năm 2020 là một phần của hợp đồng riêng trị giá khoảng 200 triệu đô la đã giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,8 tỷ đô la sau đó. Mạng Starship tách biệt với Starlink, nhóm băng thông rộng thương mại đang phát triển của SpaceX có khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian để cung cấp Internet gần như toàn cầu cho người tiêu dùng, công ty và các cơ quan chính phủ. Hình ảnh tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX. VOA tiếp tục cho hay, chương trình bí mật chồm vệ tinh gián điệp là một trong những khả năng được chính phủ Hoa Kỳ muốn có nhất trong không gian vì nó được thiết kế để cung cấp phạm vi bao phủ liên tục, rộng khắp và nhanh chóng nhất của các hoạt động trên trái đất. Không ai có thể che giấu gì được. Một trong những nguồn tin nói về khả năng tiềm tàng của hệ thống khi mô tả phạm vi tiếp cận của mạng. Tuy nhiên, VOA nhận xét ông Elon Musk từng gây ra thất vọng đối với một số quan chức trong chính quyền Biden về việc kiểm soát Starlink ở Ukraine, bởi quyền kiểm soát sử dụng Starlink trong vùng chiến sự thuộc về ông Musk, chứ không phải quân đội Hoa Kỳ, đã tạo ra căng thẳng giữa ông và chính phủ Hoa Kỳ. VOA cũng cho hay Starship nhằm mục đích xây dựng kiên cố hơn trước các cuộc tấn công từ các lực lượng không gian phức tạp và mở rộng đáng kể khả năng viễn thám của chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin SpaceX tham gia sâu hơn vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ khi xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d